rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, nhiệt độ sẽ dao động từ 12 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, hình thái thời tiết sẽ tương tự với khu vực phía bắc của tỉnh. Tuy nhiên, nhiệt độ khu vực phía đông sẽ cao hơn, dao động từ 16 đến 28 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ, độ ẩm từ 78 đến 83%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, dao động đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động từ 20 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Thưa quý vị, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết Pleiku, trong những giờ qua đã xuất hiện những vùng mây dông trên khu vực thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Bảo Lâm. Dự báo trong những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đạ Oai, cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố, lốc xét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp độ 1. Vâng, và khép lại chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.